khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm, sinh năm 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, nghi ngờ về việc con trai mình là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1985, đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Dũng đã có vợ, có quan hệ tình cảm, thuê nhà trọ sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Tê. Sáng ngày 23 tháng 3, chị Tê đến nhà chị gái Dũng là Phạm Thị Tuyết tìm trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp. Nhưng Dũng không đồng ý. Lúc này, giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Đến khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, hai bên tiếp tục cãi nhau. Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Tê đến ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị Tê. Sáng ngày 24 tháng 3, Dũng đem thi thể cho vào nồi rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập lửa. Trưa ngày 25 tháng 3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm tầng 1, phân xác bỏ vào hai thùng nhựa, sau đó kéo lên tầng 2, cất giấu vào trong tủ. Đến trưa ngày 27 tháng 3, khi nhận được tin báo, ngay lập tức Công an thành phố Ninh Bình đã đến hiện trường vụ án, đồng thời tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng và tiếp tục điều tra.